Kính thưa quý vị, bão Solis cướp đi mạng sống của một người ở Đài Loan, tin từ Tân Đài Bắc. Bão Solis đã làm một cảnh sát bị thiệt mạng và nhiều tòa nhà ở Đài Loan bị hư hại sau khi bão quét qua đảo mang theo gió mạnh và mưa xối xả vào đêm hôm qua. Cảnh sát Chen Chi-yong, 50 tuổi, bị thiệt mạng vì gạch rớt trúng khi đang trên đường từ sở về nhà vào sáng sớm ngày hôm nay. Ông bị thương nặng ở đầu và đã qua đời ở bệnh viện. Trước đó, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà máy ở thành phố Tân Đài Bắc nhưng không ai bị thương. Một nhân viên cứu hỏa cho biết là bão rất mạnh gây cản trở cho hoạt động cứu nạn. Bão Solis gây rủi lụt tại nhiều nơi ở miền đông Bắc Đài Loan, làm hơn 780.000 gia đình bị mất điện. Theo nhà khí tượng Trung ương, cho tới 2 giờ 15 phút sáng theo giờ địa phương, tâm bão Solis nằm cách Đài Loan 60 cây số về phía Tây Bắc, di chuyển với tốc độ 25 cây số giờ. Bão Solis hiện đang được xếp hạng là bão cấp 1 và dự trù sẽ suy yếu thành bão nhiệt đới trong vòng 24 giờ tới.